vị đang theo dõi điểm tin nhanh của tạp chí Tiếp Thị và Gia Đình. Nghiện điện thoại thông minh gây ảnh hưởng đến khả năng nhận thức. Theo kết quả một cuộc nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí quốc tế về nghiên cứu môi trường và sức khỏe cộng đồng, việc nghiện sử dụng điện thoại thông minh dẫn đến sức khỏe tâm thần sa sút, thiếu tự chủ về nhận thức và hành vi. Các nhà nghiên cứu đã tiến hành nghiên cứu trên 111 người được tuyển chọn, độ tuổi từ 18 đến 65, với 28% người tham gia là sinh viên đại học và 78% là công nhân. Dữ liệu điện thoại của mỗi người tham gia được truy xuất thông qua social startup, cung cấp thông tin về việc sử dụng TikTok, Facebook, Instagram và WhatsApp. Nghiên cứu gồm 3 giai đoạn, trước, trong và sau thử nghiệm. Vào ngày trước và sau giai đoạn thử nghiệm, những người tham gia được đánh giá về trí nhớ làm việc, sự chú ý, kiểm soát điều hành, thời gian phản ứng thính giác, thời gian phản ứng thị giác, khả năng ức chế phản ứng vận động và ức chế hành vi. Kết quả cho thấy, những người tham gia sử dụng điện thoại thông minh nhiều hơn, có xu hướng thể hiện trí nhớ, thời gian phản ứng thị giác, thính giác, khả năng ức chế phản ứng vận động và ức chế hành vi kém hơn so với những người tham gia có mức độ nghiện điện thoại thông minh thấp hơn. Khả năng tự điều chỉnh kém có thể gây ra những hậu quả tiêu cực đối với cuộc sống hàng ngày. Trong khi đó, người có mức độ nghiện điện thoại thông minh thấp hơn có nhận thức tốt hơn về sức khỏe nói chung và chất lượng cuộc sống của họ.